Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu dòng xe Touring mang thương hiệu đến từ Mac Velo. Thì hôm trước, video trước đây em cũng có về một chiếc dòng xe Mac Velo model GL4100, dòng xe vành và bánh 27.5. Có nhiều bác quan tâm và hỏi em về những dòng mẫu dòng Touring vành 27.5 được sử dụng với phanh đĩa khung nhôm. Thì nay em về một chiếc model Mac Velo 27.5. Và bây giờ xin mời mình đã tổng thể giới thiệu xe. Vâng, thì đây là mẫu thứ hai về cửa bên em. Thì hôm trước đây, video trước đây nó có về một chiếc Mac Velo cũng phải cái tông màu xanh đen, điểm chỉ trắng trên khung xe. Model của xe Mac Velo là GL4100, các bác có thể trên mạng để tham khảo và tìm hiểu thêm. Mẫu Mac Velo này được sử dụng rất rộng rãi trên thị trường ở châu Âu các nhé. Khung nhôm tông màu chủ đạo tông màu đen, điểm chỉ xanh và trắng trên khung xe rất nổi bật. Khung làm từ khung nhôm, không vài vết vết bẩn, vết xước nhỏ. Con xe qua những cái gì dịch hơn mà không phải tránh khỏi rồi. Tổng thể lớp sơn xe còn zin cũng rất là đẹp các nhé. Sơn zin xe. Đây là website chính hãng của xe ML3.com. Thương hiệu Mac Velo model GL4100 và xe sử dụng với vành và bánh 27.5 cổ phút ki đông nhôm như bản theo xe. Xe sử dụng lô trang bị với 8 tầng lip, đằng trước sử dụng với cụm phanh đĩa. Bên phải em được sử dụng với bên tay bấm xả chính hãng của Shimano 3 tầng đĩa. Cụm phanh sau được sử dụng với trang bị cụm phanh đĩa. Rất nhiều bác hỏi em về những mẫu Touring trang bị với vành cặp và bánh 27.5, trang bị với cặp giảm sóc dầu, giảm sóc dầu chính hãng với bản theo xe, giúp cho các bác đi rất là êm tay, đi trên mọi địa hình, nhất các bác lứa tuổi tầm trung. Vỏ xăm tua, giảm sóc dầu. Máy ở chính hãng của Shimano. Cam inox, cam trắng rất sáng và bóng các nhá. Giúp cho các bác đi trời mưa gió thoải mái luôn. Các bác có thể về bẩn bụi các bác phải lau chùi và tuốt qua cái là rất là sạch. Vành bánh là sử dụng 27.5. 700 x 28C, lốp 728C. Đây là cái mẫu Touring. Tốt nhất là bác tầm trong tầm giá cho các bác sử dụng với vành cặp bánh 27.5 và trang bị với giảm sóc phía đằng trước. Phù hợp với mọi lứa tuổi. Cộng êm nhôm với bản thân xe. Yên nó rất là dày, bán rất là dày cũng nhá, ngồi rất là êm xe. Đằng sau yên được sử dụng với cái lò xo yên này các bác này, giúp cho các bác có độ nhún êm hơn so với những mẫu yên thông thường khác. Xe trang bị với 3 tầng đĩa, gạt đĩa của Shimano Alivio, củ đề Shimano Antut, trang bị với 8 tầng lip chính hãng, lip đen, lip Shimano, lip xích còn rất là mới. Mayer sau là mayer của Shimano, tăm tròn, inox rất sáng và bóng. Kích thước lốp 700 x 28C, lốp rất là ít đi nhưng mà người chủ cũng rất là giữ gìn, lốp cũng còn zin nguyên bên trong xe. Và bây giờ em xin đo chiều cao đúng của khung xe. Còn chiều cao xe là size 47, chiều ngang khung là size 56, khi hợp các bác bao gồm 1m63 đến trên 1m7 đi vừa. Và bây giờ xin mời anh em chi tiết hoạt động của xe, trang bị với 8 tầng lip, lip đen Shimano, lên lip đây. Gạt Shimano Antut. Xuống lip. Bên phải em sử dụng với 3 tầng đĩa. Xuống đĩa. Và máy xe quay rất là bon lắm nhé. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc xe Touring Mac Velo
Model GL4100 được trang bị với giảm sóc dầu phía đằng trước, Mayer trước sau của Shimano, trang bị với vành cặp 27.5 và xe giá tốt anh em là 5.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Các bác là con thân hẹn qua Zalo 0975 709 943 hoặc lên YouTube tìm kiếm xe nào, đến đăng ký theo các kênh và sẽ ra chương trình 3.